not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Đôi chim tranh cành âu yếm nhau ngôn ngữ khác.
hồ sau, đi bên anh thật vui sao. Những chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào. Cầm tay của em và anh nói, hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không, em đã vui, thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy che thơ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó. Mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau, dù cuộc sống này thế nào. Lá trên cao đang tung bay như đón chào. Cầm tay của em và anh nói, hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không, em đã vui, thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy che thơ. Kính thưa các ông, các ông, các bà, thưa tất cả chị em, thưa bà con hàng xóm, thưa tất cả các cô dì chú bác, cậu bạn, cậu hòa nhà gái. Hôm nay qua thời gian các cháu đi làm tìm hiểu ở bên nước ngoài có thời gian khá dài, nên hôm nay được sự hai cháu nhất trí và được sự đồng ý của hai gia đình ông bà Hồng và ông Ngọc Tuyết, hôm nay là cái ngày đẹp, ngày này thật tốt. Chúng tôi thay mặt cho họ nhà trai, tức là có cái lễ nhỏ mọn trước mắt là thắp hương kính chúc, kính thờ tổ tiên, khai báo cho tất cả các cụ công ông bà và các bà con cô bác và anh chị em thuộc đội ngoại của trong họ gái trong này và toàn thể bạch bạn thanh thân nữ. Chúng tôi thay mặt cho nhà trai đầu năm mới xin chúc tất cả các bọn, các anh em chị em, tất cả đội ngoại trong đồng tộc các năm mới có một sức khỏe dồi dào và đạt được nhiều cái thành công trong công việc mới của năm 2024. Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn. Báo cáo kính thưa là các cụ, các ông, các bà trong hai họ nhà trai và nhà gái. Tôi giới thiệu là tôi là bác cả đấy, anh trai chú rể. Báo cáo với các cụ, các ông, các bà là hôm nay ngày lành tháng tốt được sự đồng ý của địa phương và được sự đồng ý của vợ chồng chú Hồng đấy, là giao nhiệm vụ cho tôi nên phát biểu ý kiến không có gì hơn hết cảm ơn họ nhà trai đã nhiệt tình đường xá xa xôi đến đây là làm lễ nạp cho cháu. Để báo cáo công các bà là rất là cảm ơn những cái lễ bọn này, chúng tôi rất là đồng ý và chấp nhận cháu chính là rể trong gia đình và trong họ hàng dòng tộc nhà tôi. Để báo cáo là không có gì hơn hết là hôm nay là nội ngoại và anh em chúng tôi là đưa cháu về nhà chồng nên là không có gì hơn hết là cảm ơn nhà trai đã nhiệt tình. Một ai và tươi bắt nhìn thấy. Chưa từng nhận ra đã từ lâu lắm rồi kể từ khi chúng mình vừa nhìn thấy nhau, con tim đã yêu đậm sâu vào anh kể từ
ngày dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau. Chúng đưa